chơi Forex ảo, ưu và nhược điểm. Một tài khoản chơi Forex ảo là một dạng của chương trình đào tạo ảo, nơi bạn bắt đầu thực hành trong một môi trường phi rủi ro. Điều này giúp bạn làm quen dần với cách thức giao dịch và giúp bạn phát triển một số chiến lược đầu tư cơ bản. Chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn, được phát sóng vào lúc 9 giờ sáng thứ 6 hàng tuần. Và cứ đúng khung giờ này, các bạn hãy vào YouTube gõ từ khóa Sơn Forex để xem video đầu tiên các bạn nhé. Đồng thời muốn tham gia khóa học Kimono Trader Forex thực chiến kiếm tiền tại lớp, hãy truy cập vào website www.hoangngocson.com để biết thêm chi tiết. Là một phương tiện quảng cáo vô hại, chơi Forex ảo có những ưu và nhược điểm riêng mà mỗi nhà đầu tư nên biết khi mở một tài khoản giao dịch ảo. Ưu điểm của chơi Forex ảo. Một, mở một tài khoản chơi Forex ảo là một trong những cách tốt nhất để biết được cách thị trường ngoại hối vận hành và cách các nhà đầu tư mua bán các đồng tiền khác nhau trên thế giới như thế nào. Bạn chỉ cần có một cái tên, địa chỉ và một số điện thoại hợp lệ là có thể mở một tài khoản chơi Forex ảo. Hơn nữa, bạn cũng không cần bỏ ra một đồng tiền nào để mở tài khoản giao dịch ảo. Điều đó đồng nghĩa với việc bạn học cách chơi Forex mà không cần tiêu tốn một khoản chi phí nào. 2. Hầu hết các kịch bản đều được dựa trên các tình huống giao dịch thật trên thị trường. Điều này giúp bạn quen dần với các dao động lên xuống của các đồng tiền. Và bởi vì bạn được cấp một khoản tiền ảo để giao dịch, nên bạn không cần lo bị mất tiền. 3. Chơi Forex ảo còn giúp các nhà đầu tư mới có thời gian để phát triển các chiến lược giao dịch mới, đồng thời giúp họ từ từ có được nền tảng vững chắc trong một thị trường luôn luôn thay đổi như thị trường ngoại hối. 4. Rèn luyện với tài khoản demo giúp bạn thích nghi nhanh hơn với những thay đổi của thị trường. Chính sự thay đổi lớn trong giá cả các đồng tiền khiến thị trường ngoại hối trở thành một trong những thị trường đầu tư có nhiều thách thức nhất. Do đó, luôn đòi hỏi các bạn phải luôn chú ý quan sát những biến động của thị trường. Giống như những phát minh khác, chơi Forex ảo ra đời với mục tiêu giúp mọi người giao dịch Forex một cách suôn sẻ hơn. Tuy nhiên, bên cạnh các ưu điểm, chơi Forex ảo không tránh khỏi những nhược điểm nhất định. Nhược điểm của chơi Forex ảo. 1. Một trong những nhược điểm lớn nhất của chơi Forex ảo là bạn giao dịch với tiền ảo, cái không có giá trị hữu hình ngoài thế giới thật. Chính bởi vậy mà nó không có rủi ro bị mất tiền thật và điều này khiến các nhà đầu tư trở nên bất cẩn. Bên cạnh đó, do không có tiền thật trong giao dịch nên hầu hết các nhà đầu tư mới không thể biết được sự thật thị trường ngoại hối biến động như thế nào và một người có thể mất tiền nhanh hơn họ tưởng rất nhiều. 2. Cho dù có nhiều nhà môi giới Forex cố gắng nói cho bạn biết tầm quan trọng của chơi Forex ảo hay đây là bước đầu tiên để trở thành một nhà đầu tư thành công thì nó cũng chỉ là một phần mềm mô phỏng lại thị trường. Khoản tiền ảo được cấp cho một tài khoản là từ 50.000 đô đến 100.000 đô, một khoản tiền không nhiều nếu mang vào thị trường ngoại hối. 3. Một trong những chiến lược đầu tư quan trọng nhất trong đầu tư ngoại hối là quan niệm về tiền bạc và quản trị rủi ro. Bạn hẳn là không muốn đặt một số tiền lớn vào rủi ro, nhất là một môi trường đầy biến động và phức tạp như thị trường ngoại hối. Khoản tiền ảo được cung cấp cho các tài khoản demo khiến các nhà đầu tư có xu hướng hành động bất cẩn hơn và điều này khiến các nhà đầu tư không hiểu được giá trị của sự kiên nhẫn. 4. Thành công khi chơi Forex ảo không thật sự là một chỉ bảo tốt cho bạn biết sẽ thể hiện ra sao trong môi trường đầu tư thật. Một số nhà đầu tư mới cho rằng anh ta có thể kiếm được một khoản lợi nhuận lớn sau khi có một vài giao dịch thành công với tài khoản demo. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng khoảng 80% các giao dịch trong thị trường ngoại hối kết thúc trong sự thua lỗ do sự không ổn định của giá cả các đồng tiền. Nhiều chuyên gia khuyến nghị rằng chơi Forex ảo là bước để khởi đầu để trở thành một nhà đầu tư thành công trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, Forex là một trong những thị trường rủi ro nhất trên thế giới và do sự thay đổi luôn luôn của giá cả, không có một sự đảm bảo nào rằng bạn sẽ thu được lợi nhuận mà không phải bị thua lỗ. Do đó, hãy giữ một cái đầu lạnh và không để cho cảm xúc chen lẫn vào những quyết định đầu tư của bạn là con đường duy nhất để tìm thấy sự thành công dài hạn trên thị trường ngoại hối. Hãy like và subscribe kênh YouTube của Hoàng Ngọc Sơn để cập nhật thêm nhiều kiến thức mới. Xin chào và hẹn gặp lại!